Kính chào ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi vọng cổ online cùng toàn thể quý vị khán giả. Tôi tên Nguyễn Nhân Thành, hiện đang công tác tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Phát. Đến với vòng chung kết cuộc thi vọng cổ online, tôi xin tham gia hai câu vọng cổ trích đoạn trong vở tuồng Chuyện tình bên dòng sông Thu, chuyển thể cải lương soạn giả Hoàng Song Việt. Anh về đây để làm gì? Hay là anh định bắt luôn cả tôi, người mà anh đã từng yêu thương hò hẹn để giao cho quân giặc, để rồi một lần nữa anh tiến cao trên nấc thang danh vọng, tìm nẻo vinh thân mà quên cội quên nguồn. Ngày xưa hai đứa bên nhau đời ước giao ban đầu, lòng vẫn không phải lòng sống kia con linh lời em đôi. Bảy mưu sâu từ cõi chết trở về tìm em nơi đêm hẹn, bao nỗi nhớ thương chất đầy thương nhớ mà sao nghẹn nghẹn nói chẳng nên lời. Tình yêu đôi lứa với dòng sông Thu như sông trên môi người tình thương toàn tiếng đắng lời cay. Dân ơi còn đâu là ước vọng tương lai, nước lũ dâng cao phá vỡ mảnh gương trời ta soi chung bóng, từng giọt lệ sầu ràn rủa mắt người thương theo giọt mưa tuôn làm lòng anh. Nó hận căm con người đa gió đối chiều, còn tiếng súng thề nguyện này sẽ trả lời tên phản bội. Phản bội? Phải, chúng tôi là con người phản bội. Vậy thì dân hãy xử tôi đi, hãy xử tôi đi cho đúng tội. Tôi đang khao khát chờ nghe tiếng súng dội đời đầy ngàn trái đau thương. Trời ơi nỗi quan tình sao không thốt được thành câu, thì thôi nhờ tiếng súng người yêu chôn xác thân vào cát bụi, cho mùa lũ qua mau thu bồn lại xanh ngang, soi bóng người tình bên những